Rồi ơi, tay đẹp lắm nhá. Tại sao lại bảo tay đẹp? Số được nhờ chồng chứ còn sao nữa. À, Số được em nhờ. cảm giác là tay xấu. Không, tay đẹp lắm. Số được nhờ chồng. Vâng. Người phụ nữ hơn nhau là ở cái tấm chồng. Vâng. Một người phụ nữ có giỏi giang cỡ mấy nhưng mà gặp người chồng bê tha, rượu chè, cờ bạc, gái gú thì cũng bất. Vâng. Nhưng mà chị gặp được người chồng quá ngon lành được còn gì. Chịu khó biết phấn đấu lo lắng cho gia đình làm được lắm tiền, như vậy là sướng hay là khổ hả? Hiện tại thì cũng thấy bình thường ạ. Thế quá sướng nữa còn gì nữa. Vâng. Gặp người đàn ông biết lo cho gia đình thì quá ngon lành. Vâng. Chẳng qua là do 2 tuổi nó rơi và tứ hành xung nên chưa giàu được thôi. Vâng, đúng rồi. Tứ hành xung ạ. Đây, bởi vì Tức là là trong em thì cũng rất là chăm chỉ, có chí phấn đấu, chăm chỉ làm. Vâng. phạm mà tứ hành xung này nhiều khi nó hơi khắc khẩu tí, Vâng, các khẩu. bất đồng. Bây giờ làm sao mà phải phải khiến cho 2 cái tuổi này nó bớt khắc khẩu, bắt đầu tiền nó mới tụ được nhiều. Vâng, đúng rồi đấy. Nhưng mà tiền Khắc thì cứ khẩu khi nói chuyện một lúc là lại thôi mình lại phải nhịn. tiền nó vô nhiều mà ra cũng nhiều, hiểu không? Vâng. Chi nhiều lắm. Xin nhiều lắm. Vâng. Nhưng mà gặp người chồng thì không có chơi bời thì cũng cơ bản cũng thấy ổn rồi. Vâng, không chơi bời gì cả. Và Để em ghi chép những cái quan trọng. mấy năm nay công việc làm ăn đi xuống nhé, đấy không có thuận lợi. Chuẩn ạ. Tiền bạc nó cứ ra vô cớ, làm cái gì nó cũng trục trặc, nó không ra đâu vào đâu cả. Vâng. Đấy, năm sau thì làm ăn đỡ hơn. Vâng. Cuối năm nay tầm tháng 9 tháng 10 bắt đầu sang năm sau nữa bắt đầu làm ăn tốt hơn, có phần khởi sắc hơn. Vâng. Làm ăn sẽ có lộc hơn, sẽ khá hơn, kinh tế tài lộc nói chung là ngon lành hơn. Đúng không? Mấy năm vừa rồi không bằng những năm trước. Ngày xưa làm ăn tích lũy được nhiều lắm. Nhưng mà độ 3 năm vừa rồi là thu nhập vẫn tốt nhưng mà nó cứ thất thoát, với cả đầu tư kinh doanh nó toàn lỗ thôi. Vâng. Bây Đầu tư giờ đất rồi thì cũng không thấy lãi gì cả. đầu tư đất là tiền nó chôn tại vị trí đó nó còn âm chứ lấy đâu mà lời. Đúng rồi. Thì cơ bản là do vợ chồng chị nó thiếu hòa khí, nó khắc khẩu quá. Vâng. Cái này thì hóa giải cái số khắc khẩu này đi, bắt đầu làm ăn sẽ tụ. Vài tháng thôi tự nhiên thấy công việc là tốt lên liền, ngon lên liền. Vâng. Sách phong thủy người ta có câu là sao, hòa khí mới sinh tài. Hòa không có hòa khí lấy đâu ra tài lộc. Chị cứ để ý đấy, khi nào mà vợ chồng chị cứ lùng cùng cứ cãi nhau nó cứ khắc khẩu đấy, ý như rằng làm ăn nó chả ra đâu vào đâu cả. Mấy năm nay là làm ăn không được, bắt đầu tình cảm nó cũng đi xuống nhiều, hiểu không? Cơ bản về cuối năm nay sang đầu năm sau là sẽ ngon lành hơn, tốt hơn. Vâng. Cố gắng đầu tư cho mấy đứa con nữa, con cái sau này cũng tốt lắm. Vâng. Các cháu cũng ổn lắm, cũng có công việc ổn định, cũng khá, cũng ngon lành luôn. Vâng, em thì vợ chồng em cũng chú trọng con cái lắm. Đấy, sau này cho các cháu đi du học hết đi. Du học à? Đường học vấn các cháu tốt lắm. Vâng. Nên đầu tư cho các cháu. Ở năm nay từ giờ đến tháng 9 nhá, không nên đầu tư, không nên ra tiền đi nhá, bởi vì đầu tư ra tiền thì cũng không nhận lại được cái gì đâu. Cứ an phận ẩn mình chờ thời, có cái dự án gì mà có kế hoạch gì thì dẹp hết đi. Bởi vì sao? Công cốc. Thời vận đang suy, không có hiệu quả đâu. Em mẹ vừa đầu tư. Đấy, lại mất tiếp. Mất tiếp. Nếu không mất, may mà không mất thì tiền nó lại chôn vào đó, không tạo ra lợi nhuận, không tạo ra doanh thu, tốn công vô ích. Từ giờ đến tháng 9 vẫn cứ đen đen dài. Không nên đầu tư từ giờ tháng 9 âm. Đúng rồi, sau tháng 9 thích làm gì thì làm, thời vận đã thịnh lại, bắt đầu là tốt lại. Thầy xem cho em xem là con đường công danh sự nghiệp ấy. Sang năm sau có khởi sắc. Đấy, năm sau là làm ăn được, thu hoạch tốt, tiền vô Vâng. nhiều.
năm sau làm được bao nhiêu sẽ giữ được bấy nhiêu, sẽ tích lũy được, sẽ tụ được của. Vâng. Cái sự nghiệp của em, con đường công danh ấy, sẽ có sự thăng tiến và còn phát triển nữa, đi lên nữa. Sáng năm sau tự nhiên mọi thứ nó mở ra cho chị. Vâng. Còn người ta phải gặp năm thịnh cơ, chứ gặp năm suy được có thông minh có giỏi cỡ mấy thì cũng bó chân bó chiếu ngồi yên một chỗ thôi. Đúng rồi, năm nay em là đáng lẽ là dự kiến là lên chức nọ kia nhưng mà nó cứ bị trục trặc. Thời vẫn nó suy nó như vậy đấy, hiểu không? Vâng. Nhiều khi thời nó tới thì cũng chả cần làm gì, tự nhiên nó tốt, làm chơi mà ăn thiệt. Vâng. Em xem những cái video của thầy, cái đường mà gì nhỉ, đường đường tâm đạo nhỉ. Có cái cù lao ấy mà em cứ cảm giác như em có ấy. Chính xác là có được còn gì. Thế hả? Rồi cù lao đó nên vợ chồng chị lục đục đấy, lủng củng đấy còn sao nữa. Vâng. Nhưng mà liệu kết cục thì nó có bị ấy không? Không bỏ. Kết cục xấu không? Không bỏ. Cơ bản là chồng chị không có vấn nạn gì hết nên không bỏ.